Theo các nhà vườn tại phường Thái An quận Ô Môn, hiện nay giá ổi đang được thương lái thu mua tại vườn tăng cao. Hiện ổi ruby được thương lái mua tại vườn với giá 14.000 đồng một ký. Theo tính toán của người trồng, mỗi ký ổi từ thời điểm ra qua đến thu hoạch, chi phí đầu tư chăm sóc phân bón, thuê nhân công, bao trái từ 3.000 đến 4.000 đồng. Với giá bán như hiện tại thì sau khi trừ chi phí sản xuất, nhà vườn còn lời trên 10.000 đồng mỗi ký. Đặc biệt là năng suất ổi cũng khá cao, từ 3 đến 4 tấn một công. Lợi nhuận của nhà vườn khá cao nên rất phấn khởi.